Hello anh em, lại là mình đây, Khương Cả Lơ của anh em đây. Thì hôm nay mình về nhà rồi, nên video có lẽ sẽ giọng nó sẽ khác nha anh em, anh thông cảm nha. Thì ok, hôm nay Gana ra con bét mới rồi anh em mình nạp kim cương nhận thôi. Con bét này là con da siêu, con này thì mình chưa tải gối nữa, chưa tải nè anh em. Đây, con này khá là cute anh em, con rồng cute đấy. Trang bị nè. Ok, hôm nay thì Pagafan chế tác cũng ra mắt luôn đó anh em. Để sao đi. Này cũng khá là nhiều sự kiện đó. Trợ thủ nè. Nhỏ nhỏ âm thanh xuống tí nha anh em. Ok, gia siêu. Kỹ năng là mỗi khi chủ nhân sử dụng mặt nạ cứu thương, bộ cứu thương thì sẽ nhận được, có khả năng nhận được một chiếc bổ sung là sử dụng mà bình hít thì được bình hít nữa nè. Thử đúng gì không ta, phải test mới biết được nè. Nâng cấp tối đa đi. Ok, skin nè, skin chỉ có skin dưa hấu mùa hè. Đây nhìn rồi đây là áo tròn hổ phách khá là xịn nè. Bên em nạp mà 300 kim cương để nhận con này nha. Khá là cute me nhưng mà kỹ năng thì chưa biết sao, test mới biết được. Ok, thì thấy dòng quay chế tác này cũng khá là đẹp đó anh em. Có ba đá, ba mảnh một bảy đá này thì tăng sát thương xuyên giáp nè, tốc độ bắn tầm xa, tốc độ bắn độ chính xác. Theo mình thì thấy là cái khẩu tốc độ bắn độ chính xác thì có lẽ sẽ hợp lý hơn, sẽ ngon lành hơn anh em. Thì đang có mười mấy giá để mình test thử nó có ra luôn cái hộp, ra luôn cái khẩu này không nha anh em. Ra luôn được luôn thì ngon, mình đang có 12 đá mà. Bùm, chưa bao giờ mình ra được một cái súng quay phản thẳng một phát cái súng luôn anh em. Coi kìa, tới tiền chưa, ra một cái súng thôi cũng được, hoặc là một bản giả thôi cũng được. Được mấy bản giả thì anh em mình đổi khẩu đó nha anh em. Đó, được một bản giả rồi, hai bản giả, vào bản giả gì đi, đúng bản giả luôn anh em. Phải gặp phải bất diệt được hai mảnh thì lại ngon, hai mảnh là ok này. Khẩu mình thấy hai khẩu hai mảnh ổn định rồi, không biết phải khẩu mạnh nhất đâu. Tất nhiên khẩu mạnh nhất thì nó sẽ có nhiều cái hay ho hơn, nhưng mà Fagafan thì anh em mình cũng ít sử dụng mà. Một mảnh nữa thôi không được luôn, không được rồi. Ok, con bé này nè thì con hình đổi luôn một mảnh không ta, quy đổi nè, mạnh tăng tầm xa xuyên giáp, anh giáp động nhận được chính xác. Thôi để từ từ mình sẽ đơn một khẩu tốc hai đá, hai mảnh năm đá rồi anh em. Theo mình thì khẩu nó xuyên ngon, tăng độ chính xác các thứ thì khẩu Fagafan này khá là cần, ngon lành rồi. Ok, để mình test con bét cho anh em xem nha. Còn cái kia thì để chắc có lẽ là mình video sau mình sẽ săn cho anh em xem, đơm kim cương với những thứ ổn định hơn. Ok, sử dụng hai bình hít như thế, hai bình hít hít thử rồi. Từ cái nữa rồi.
anh em mình cộng được một cái bình hết nữa nè. Thời gian hồi chiều là tầm 1 phút hơn á. Con bé này theo mình là anh em mình để lấy cho nó đẹp thôi, còn còn kỹ năng thì nó chưa không có mấy gọi là ấy đâu nè. Chỉ có một cái nhưng mà thân nâng giáp mà anh em nâng được thêm một phát nâng giáp nữa thì nó lại ngon nha anh em. Tại vì trong đây nó có ghi nè. Trong đây nó có ghi đây. Khi mà sử dụng bộ cứu thương, bộ dụng cụ sửa chữa. Bộ dụng cụ sửa chữa là cái bộ nâng giáp hay là bộ hay là cái bộ sửa giáp ta? Chắc là bộ sửa giáp hả anh em. Có lẽ là như vậy chứ bộ nâng giáp thì nó ba quá anh em. Mà sửa giáp thì cũng ok đó, cũng tầm tạm anh em. Nói chung con này thì em thấy khá là cute, anh em có thể lấy cái con này. Dù gì nạp kim cương nhận miễn phí mà anh em. Thay vì nhận mấy hành động ắc ơ thì anh em mình lấy con pet cute này nó sẽ ổn định hơn. Ok, video hôm nay đến đây thôi. Anh em thấy hay nhớ cho mình xin một like. Chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình, bấm luôn nút chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn em, hẹn em ở video tiếp theo. Bye bye.